nơi mà các đôi uyên ương có thể là trải nghiệm một cảm giác vừa lãng mạn mà vừa bồng bềnh mà vừa nhún nhảy luôn đó. Cái này mình để hai giường luôn vậy. Thử bên này làm bên kia kích thích, làm thêm hai cái. Ý đồ của chú là để cho bên này nhún nhảy và bên kia thèm chơi hả? Đúng rồi đó. Mẹ cho nó hứng, nó đồng loạt nó nổ súng luôn, y như quánh giặc hồi xưa. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên đó. Thấy các bạn thấy phía sau hàng chục cây dừa nó dương lên, dương lên vậy đó. Nên là ở trong này là anh em cũng dương súng luôn chứ giờ sao nữa. Tiếng đồng hồ thì thôi mình lấy 500 thôi. Là giá tàu nhanh á chú ạ. Còn nếu đi tàu suốt là đêm thì lấy 2 triệu. Cái giai đoạn cuối là phải phấn khởi không? Sung sướng lên ngọn dừa. Sung sướng lên ngọn dừa. Nhà. Nhà này bán trên ngọn dừa. Vậy là mình để thức ăn ở đây. Để thức ăn đây. Rồi đây nhậu. Ngắm thoải mái, ngắm thiên nhiên. Wow, thấy chưa các bạn? Mình uống bia ở trong kia là mình ra đây rồi. Ra đây chịu. Gửi tình yêu vào đất mà gửi là ngay luôn cái gốc dừa luôn á các bạn. Có thể là mình bắt thêm xuống kia một khúc nữa để mình làm cái sân khấu để cho nghĩa là các ca sĩ nghệ sĩ đến rồi kể cả nhảy đầm luôn kia trên đây luôn. Trời ơi, nhảy đầm trên độc dừa luôn. Xin chào những người bạn vui vẻ của chương trình Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, đợt trước á Phú có ghé đây thăm chú và giới thiệu với các bạn cái mô hình là quán cà phê trên đột cây dừa của chú. Thì cái dạo đó chú đang triển khai thêm mô hình là khách sạn trên đột dừa. Khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhà hàng trên đột dừa. Thì hôm nay chú thông báo với Phú là cái mô hình đó đã hoàn thành rồi. Thì Phú tới đây review, show ra cho các bạn xem thử nó như thế nào và có đủ sức hấp dẫn, cuốn hút để các bạn đến đây ghé thăm một lần cho biết hay không. Qua đêm trên ngọn dừa. Nam nữ qua đêm trên ngọn dừa nha các bạn. Phú tới đây rồi không có em nào hết. Chú làm băng rôn đón chào Độc Lạ Bình Dương hay cái đây là cái gì đây chú? Độc Lạ Bình Dương đi thẳng vào trong. Kính mời là sao? Là kính mời là đi lên ngọn dừa. Ghê không? Mình tới thì chú làm bãi luôn á. Kính mời lên ngọn dừa. Được, chú nói là cái khu mình là rộng bao nhiêu? Nói chung là 10.000 mét vuông. Đây các bạn, đàn cá chú nuôi bằng vỏ bưởi khô. Bên này là mình trồng cải hả? Cải. Bằng cải vệ sinh mai mốt mình đưa cái sâm bú chín vô mình trồng đấy. Là khách nghỉ ở lại khách sạn đây là buổi sáng là có để ăn được rau trồng tại vườn luôn. Đó các bạn thấy không? Đây là nhà hàng trên đột cây dừa nè các bạn. Bữa con xuống review cà phê trên đột cây dừa, người ta đi cà phê đông không chú? Cũng lên đây thì họ tới họ kêu cà phê cái họ lên họ uống. Dạ. Lây rai nghĩa là có người uống người không tùy theo họ. Vì họ cũng chưa có thưởng thức cái cà phê mình là nó sao mình phải từ từ. Nhà hàng trên ngọn dừa. Nay có gắn bảng hết rồi. Nay mình làm cái độ im lại rồi. Của đây các bạn. Hàng. Nhà hàng này 4 hàng trên ngọn dừa. Đó, rõ ràng nè các bạn ha, ngọn dừa thấy đó. Còn nhà hàng như thế nào rồi các bạn nhìn đây. Đây là do chú là sáng tạo ra các bạn ha. Những cái tấm vách làm từ những cái chai nhựa ở trong là mình thùng bao ni lông. Tạo dáng kiểu cho nó độc lạ và hai nữa là nó bảo vệ môi trường. Cái bao ni lông này khỏi thoát ra môi trường rồi giúp cho không khí nó trong lành hơn. Thiên nhiên nó thân thiện hơn. Trong này là chú làm mấy phòng chú? 4 phòng. Bốn phòng. Đây là phòng thứ nhất. Cái một. Kéo cái kia qua là phòng thứ hai. Mỗi cái bàn ăn như thế này là chú cũng làm từ rất là nhiều cái chai lọ bằng nhựa các bạn. Ghế cũng vậy luôn. Vậy là mình để thức ăn ở đây. Để thức ăn đây. Ngồi đây nhậu. Ngắm thoải mái, ngắm thiên nhiên. Cây cối, kênh rạch. Nói chung mình mở luôn được, cả cái này cũng mở được luôn. Hay nhà. Vậy mới được chứ. Mà ở đây là chú đón đây. Khách tới nhà hàng này lần nào chưa? Rồi có Thắng, ông giám đốc cái viện nghiên cứu của thành phố Hồ Chí Minh cũng mở khai trương đi. Ở xuống đây dẫn một số ông cũng cả 5-6 ông tiến sĩ xuống đây. Nhậu đây. Nhậu ở đây luôn. Nhậu đây luôn. Vậy là nhà hàng này đã đón lượt khách đầu tiên là mấy ông tiến sĩ tới. Ông tiến sĩ. Tiến sĩ. Một cô hoa hậu. Hoa hậu luôn. Có một cô hoa hậu. Vậy mới được chứ. Không nhớ tên cô gì nữa. Cái cô hoa hậu chuyển giới hả? Không phải. Cô hoa hậu này thì không có chuyển giới. Còn cái chuyển giới là cái vụ xài ke không chứ. Ngồi đây là uống ăn nhậu luôn. Qua thầy, ba bạn. Có lúc có thể là mình giải quyết được 40 người. 40 người. 40 người tức là nó 4 ông. Mà mấy ông ăn đây nhậu là hoàn chỉnh rồi. Mấy ông ăn nhậu ở đây là chú ý tí là đi đặt nè, thấy để chỗ nè ha, mình để thức ăn đồ bia rượu rồi đây mình kéo vô mình để.
Đây giống như mấy cái quầy trong nhà hàng các bạn, để bia, để đá, để ly ở đây. Còn nhà vệ sinh có không? Đây đấy. À, trời ơi. Nhà vệ sinh trên ngọn dừa luôn. Mấy Mỹ nó quan nghĩ là number one. Là mấy Mỹ lên đây luôn hả? Lên luôn, Mỹ lên đây, nó nói rồi, ông có mặt Cali rồi. Wow, thấy chưa các bạn? Đây là hoàn chỉnh hết. Mình uống bia ở trong kia là mình ra đây rồi. Ra đây chịu. Gửi tình yêu vào đất, mà gửi là ngay luôn cái gốc dừa luôn á các bạn. Tuyệt vời. Bón trên dừa luôn. Nhà vệ sinh trên ngọn dừa ghê rõ. Đó, nhà vệ sinh trên ngọn dừa nè, mình đưa tất cả những cái chất trong cơ thể mình xuống cái gốc dừa thì cái gốc dừa nó càng tươi càng tốt. Rồi nó bơm cái chất dinh dưỡng lên trái dừa, nó tạo ra một cái loại nước càng ngọt ha. Rồi mấy đôi uyên ương tới đây là hái cho nhau uống. Không phải ha. À, khách sạn bởi nó cũng có một cái nhà vệ sinh trên ngọn dừa nữa. À, đây là nhà hàng các bạn. Nhà hàng còn bên đây, bên kia có một cái nữa. Bên kia là khách sạn. Khách sạn. À, là chỗ phòng. Là chỗ mấy đôi ríu rít trên ngọn dừa đó. Đúng rồi. Hào hứng quá. Nhưng mà đi ăn nhậu ở đây là mấy ông uống vừa phải thôi nha, chứ coi chừng rớt xuống gốc dừa đó. Rớt xuống là rớt xuống mương thôi, xuống chả có gì. Thang này mai mốt sẽ nâng cấp lên, là trên đó là có lên đó là một đôi lên đó chặt dừa uống nước trên đó luôn, sẽ thiết kế các bạn đó. Với những cái loại mà dừa cao ấy, thì mình sẽ đi lên cái thang như thế này. Cái chỗ mà Phú đang đứng á là đột dừa cách mặt đất á là khoảng chừng 10 mét ạ. Hơn 10 mét chú nha. Dạ, hơn 10 mét á. Đó. Này không 4 5 mét. Có bạn tưởng tượng đây. Bên phải Phú là cái quần thể đó là khu nhà hàng, nơi mà các bạn có thể ghé ăn nhậu rồi gửi tình yêu vào gốc dừa. Còn bên trái của Phú là cái khu này là cà phê chú nha. Cái khu cà phê dưới kia kìa. Đó, à dưới kia. Đồng, dưới này thiết kế công đồng đó nữa. Rồi còn bên góc kia nữa là cái khu khách sạn, nơi mà những cái đôi mà qua đêm trên ngọn dừa. Những cái đôi uyên ương chim chuột gì đó là tới đó qua đêm trên ngọn dừa. Rồi bây giờ Phú rất là háo hức tới xem thử chú thiết kế cái giường ngủ nó như thế nào và nó có đảm bảo an toàn không, chứ con thấy là ở trên đây là nó khi mà mình nhún nhảy điệu mà tango nghe là nó bình thường. Sập sinh lắm. Tùy mấy người mỏng mỏng cơm như chú cháu mình còn đỡ lo, chứ mấy người bự giống như Trung nhúng cái điều kia là thôi, cây dừa nào mà chịu nói. Không sao hết. Không sao hả? Dừa mất quá nó cũng múa hát, nó vỗ tay thôi. À vỗ tay. Cây dừa mà nó rung rinh bằng cách là nó vỗ tay, nó ủng hộ. À chú đúng lãng mạn luôn hồi đó không? Bà xã chú mà đến với chú là chắc cũng là đây, thú vị lắm đó. Đây quán cà phê nè, có ghi. À, ghi quán cà phê. Cà phê bữa nay là có thêm con rồng nữa. Con rồng Long Thuận mà phải có. Quán cà phê trên ngọn dừa. Bây giờ các bạn ở đây là nhìn vô các bạn thấy cái sự sáng tạo của chú không? Làm một con rồng rất là bắt mắt, nhìn vô một phát là biết con rồng luôn. Con rồng này làm từ cái phế liệu da chai luôn. Hả? À, mà sao tự nhiên chú làm toàn bằng chai phế liệu không chú? Bởi vì cái mình hiện nay mình đi sâu vào cái môi trường mà mình thấy hai cái này là nó rất quan trọng. Và nếu mình thiết kế ra nhiều cái chuyện ấy thì cái thu hút cái môi trường của mình nó trong sạch. Vậy là bà con cô bán mà xem clip giờ tới giờ này thì nói chung ở cái khu du lịch là tự hào cái là vượt 1 triệu chai. Hơn 1 triệu chai rồi. Hơn 1 triệu chai rồi. Đã tiêu thụ dùm cho mẹ đất là 1 triệu chai rồi các bạn. Tức là ông rồi đưa ra cả ngoài doanh nghiệp ngoài là cũng xây cái hàng rào thế này. Nó lớn thành cái lượng chai nó hút nhiều hơn. Thành ra cái sau này sử dụng vào cái vật dụng khác mà mình làm cho cái chai này, đưa vô các cái vật dụng gì nó có phúc lợi để bà con người ta có nghiên cứu, người ta làm theo. Dạ. Rồi từ đó cái môi trường mình nó trong sạch. Dạ đúng rồi, mình phải tận dụng những cái chất mà chất phế thải đó. Tương lai là mình sẽ làm cái khu vực này là sẽ làm cái sàn nhảy, là mình sẽ làm một cái sân khấu. À sân khấu ở đây. À, sân khấu. Đây nè, đây từ đây bắt con bển làm cái sân khấu, có thể làm sân khấu khu vực đó. Tức là từ mí này nè. Qua mí đó là dòng tới đây. Có thể là mình bắt thêm xuống kia một khúc nữa để mình làm cái sân khấu để cho nghĩa là các ca sĩ nghệ sĩ đến, rồi kể cả nhảy đầm rồi kia trên này luôn. Trời ơi, nhảy đầm trên đột dừa luôn. Tức là mình giờ mình làm kiên cố lợi, có thể là dưới này mình đưa thêm các cái loại căm xe cứng rồi đưa làm thành cái chỗ để nhảy như là thoải mái. Dạ. Các bạn hồi xưa là chú chiến đấu ở chiến trường á, mà chú là bộ đội thứ thiệt á, sau này chú ra làm kinh doanh, hiện nay là giám đốc một cái công ty chuyên sản xuất các loại thuốc rồi thực phẩm rồi thuốc mọc tóc này kia. Bây giờ chú kinh doanh thêm cái mô hình trên đột dừa nữa. Đây, đó niệm đàng hoàng. Để đây con đóng lại đã. Đó. Kính thưa các bạn,
khi mà yêu nhau á thì các đôi nam nữ luôn cố gắng tìm một cái không gian nó thật là mộng mơ, thiên nhiên hoang dã để hai bên là hòa quyện vào nhau. Và nếu các bạn mà tìm không được thì Phú hôm nay xin giới thiệu cho các bạn một không gian rất là độc lạ ở tại Tiền Giang. Đây là khách sạn trên Đột Dừa, nơi mà các đôi uyên ương có thể là trải nghiệm một cảm giác vừa lãng mạn mà vừa bồng bềnh mà vừa nhún nhảy luôn. Đó, ở độ cao là hơn 5 mét nha các bạn, gần đột cái dừa luôn nè. Đấy, chú mới ngủ ra hả? Dưới lên. À dưới lên hả? À dưới lên. À dưới lên. Cái gì vậy? Không sao hết. Không phải, không sao, cái này không sao các bạn ơi. Cái này là hoa dừa thôi. Hoa dừa. Tưởng Phú tới là có dẫn gái tới tặng hoa nó rơi xuống. Cái này là thuộc nó ủng hộ, nó tặng hoa. Hoa dừa. Đây các bạn, vô khách sạn này chắc không cần bỏ dép nha. Mà sao cái này mình để hai giường luôn vậy? Bên đây làm bên kia kích thích, nó làm thêm hai cái. À bên đây làm bên kia kích thích hả? Nên vậy mình phải giữ, mình phải có rèm kéo đúng không? Kéo quá rèm. Để kéo lại chú ơi, chứ rèm kéo có rèm mà. Dài cái nó hơi có, hơi có. Hơi tập thể. Đó các bạn ha. Màn tre thôi không? Tại vì mình xây cái vách xem không xây. Cái ý đồ, có cái ý đồ. Ý đồ của chú là để cho bên này nhún nhảy và bên kia thèm chơi hả? Đúng rồi. Chú là tư tưởng chú cũng ghê quá. Đó. Mẹ cho nó hứng, nó đồng loạt nó nổ súng luôn. Y như quánh giặc hồi xưa. Thằng này nổ, cái kia nổ đều trời trời. Còn phải bái lại chú luôn á. À các bạn, và tưởng tượng nha, ngay cả cái màu rèm mà chú cũng phải chọn màu đỏ. Đúng màu rồi. Đỏ là tượng trưng cho cái gì chú? Nó hấp dẫn thôi. Màu đỏ là gọi là mình cho nó sung nhiệt tình đúng không? Nhiệt tình. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đó, bắt đầu. Vô đây. Đó, đó. Phú đi có đơn thân nên là Phú cũng không biết cái độ nặng cái này có phù hợp không mẹ. Đây các bạn có tưởng tượng nha. Bị lát nó mới đem gối luôn. Có gối rồi đầy đủ hết, mền rồi đầy đủ hết rồi. Khăn tắm rồi có. Có khăn tắm luôn. Có, rồi kem rồi này kia. Đèn này là đèn năng lượng mặt trời. Mình coi xuống dưới rồi lấy cái bấm, đồ bấm, bấm. Hôm nay không đủ mặt trời à? Mưa không đủ, đủ sáng giờ. Không kệ đó, kệ đó, đợi dậy được rồi. Đủ không đủ, không đủ năng lượng rồi. Đó, các bạn ha. Đây là cái chỗ mà các đôi ương nằm xuống, Phú nằm nằm mẫu nha. Đó. Rồi cái đây mình cứ nhúng thôi. Mình nhìn qua đây thì thấy hoa dừa, trái dừa các kiểu ha. Nhưng mà cảm thấy thiếu thiếu gì nha. Thiếu em. Sao các bạn thấy sao? Cái không gian này đủ thơ mộng chưa? Chứ Phú thấy là đủ đủ mộng mơ đó. Thôi 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 chú ơi, khỏi đi. Đó, thấy các bạn thấy phía sau. Cảnh vẫn hàng cây chục cacao rồi ha, rồi dừa rồi, cacao. Hàng chục cây dừa. Nó dương lên vậy đó. Nên là ở trong này là anh em cũng dương súng luôn chứ giờ sao nữa? Súng luôn. Chưa hết rồi có con luôn rồi. Em bé rồi hả? Chắc ăn. Nhưng mà hỏi thiệt chú, chứ ban đêm nằm đây nó có dột không? Nói chung không có dột, mưa lớn cũng không dột. Mưa lớn cũng không dột? Vì vậy này mình kết ra trên nó có một cái lá dừa đó. Lá dừa nước, lá dừa mình đó. Lá dừa mà mình chậm lá đó mình đã kết trên này rồi. Giờ con đứng còn nhúng thử được chú, để thử cái độ gì đó. Thử tải đi. Chắc là hiện nay các bạn cũng đang rất là quan tâm cái độ bền của cái kết cấu khách sạn này như thế nào. Lỡ ban đêm mà cái cặp vô đây mà nhúng nó nồng nhiệt quá sập luôn cái khách sạn này thì sao đúng không? Giờ Phú nhúng thử nha. Nó có độ đàn hồi. Bình thường quá. Thương. Cái này mấy thằng Tây làm còn không sập. Mấy thằng Tây cả 100 kg rồi không sập. Phú thì an toàn các bạn ơi. Còn không biết cả trùng sao chứ Phú an toàn. Này quá an toàn rồi, không sao. Ở dưới này nha, cũng có hàng loạt cái vỏ chai. Chắc phải để thêm cái tủ gì đó để cho mấy ban đêm mà rót rượu uống vài ly rồi. Để ra đây. Cho nó máu. Ra đây nè. À ra đây hả? Đây em làm cái bàn đấy. À đúng rồi, ra đây còn uống cái ghế này nữa, uống thoải mái đi có gì đâu. Chú thiết kế tính toán hết rồi các bạn. Tối là mà mấy cặp đôi rồi cứ ra đây ngồi uống vài ly cho nó ấm bên người, đó cho nó về bên đó nè. Nó khởi động. Sao chú? Làm cái nhà bên đó cũng làm bàn về ra ngồi cũng được hết. À đúng rồi. Nó vậy đó, trời ở đây cứ mỗi cặp là một cây dừa, mỗi cặp là một cây dừa. Đó vậy đó. Này ra 6 cặp và 6 cây dừa vậy thôi. Bây giờ chú phải treo cái giải thưởng nha, là cái cặp nào này. Đây này chú dừng lại rồi, bây giờ ở đây có một, đây là một phòng đúng không? Tương thích với là
một cái cây dừa đây. Cây dừa đây. Bây giờ chú treo thưởng là cặp nào mà lên nhúng mà đụng hết trái dừa trên cái cây á, thưởng thì chú sẽ miễn phí phòng khách sạn. À, vậy mới được. Cái kiểu đó là mệt dữ lắm mà, bởi vì cái nó làm mà đụng dừa không biết rồi, nó đụng bao nhiêu chuyện khác nữa. Như vậy là ở đây là có tất cả là mấy phòng khách sạn chú ha? 6 phòng. 6 phòng. 6 phòng mà sức chứa khách sạn trên ngọn dừa đây. À, chứa là 6 cặp các bạn ha. 6 cặp. Còn nếu bằng ngày đó thì mình cho thưởng thức 1 tiếng đồng hồ thôi. Là tàu nhanh hả? Ờ, cho tàu nhanh đó. Nhiều chú. Thôi giờ chú quay lại chú coi. Bây giờ không, Phú đã review về cái độ an toàn của phòng khách sạn trên đồn dừa rồi. Giờ các bạn đang rất là thắc mắc không biết là cái giá mình qua đêm hoặc là giá mình đi tàu nhanh ở đây thì bao nhiêu thì chú sẽ chia sẻ được không? Nói chung về giá thì nếu 1 tiếng đồng hồ thì thôi mình lấy 500 thôi. Là giá tàu nhanh á chú ta. Còn nếu đi tàu suốt là đêm thì lấy 2 triệu. Là đi tàu đêm á thì 2 triệu, còn đi tàu nhanh. Bởi vì khách sạn năm sao giờ người ta lấy 2 triệu nhưng mình đây tới 1000 sao cho nên mình rẻ hơn. Dạ. Phải không? Mình đây là 1000 sao. 1000 sao đúng rồi, là lấy bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Bằng với năm sao thôi. À. Một đêm 2 triệu. À, trên đột cái dừa thấy cũng em nha. À, còn đi tàu nhanh 1 tiếng thì bao nhiêu ạ? 1 tiếng 500 hả? 1 tiếng 500. 500. Đó là thử cảm giác thôi. Dạ. Các bạn thấy sao chứ, thấy Phú thấy cũng được á, bởi vì mình phải lâu lâu nhất là kể cả những cái cặp mà vợ chồng đã cưới nhau lâu năm rồi nha, cũng phải đi tìm đến những không gian như thế này nè. Cái này là mình chỉ cho mướn một lần thôi, người chỉ một lần không trở lại thôi, giờ không cho mướn nữa, đặc biệt chỉ cho mướn cảm giác thôi, biết rồi để người ta chứ mình phóng vô chứ. À, ấy là chú là không có quan trọng vấn đề doanh thu, chú chỉ muốn cho là ai cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác lạ. Đúng rồi. Nên là mỗi cặp vợ chồng hoặc là mỗi cặp tình nhân á, là chỉ được phép ghé đây một lần thôi. Một lần thôi, không có tái diễn lần thứ hai. Có bạn nào muốn giao lưu một đêm trên đồ cây dừa với anh Trung Caraman thì để lại bình luận nha. Ở đây nhìn đây này có cái trái dừa rồi, có hoa dừa nhìn dễ thương ha. Nhưng mà chú làm sao chú quản lý được cái người nào mà đến đây lần thứ hai? Mỗi người đến rồi là mình có chụp hình chứng minh nhân dân. Vậy dạ, không được đâu chú ơi, người không ta tới người ta muốn không gian riêng tư mà chú chụp hình chứng minh nhân dân người ta đâu được. Đâu có cái đó, bởi vì cái quy chế của khách sạn đó là ở đâu cũng có quy chế đó hết trơn. Thì đến là đăng ký là phải có chứng minh nhân dân. Bởi vì cái đó là cái quy định của cái nhà nước. Chứ không phải chú đâu cần thiết chuyện đó, nhưng mà cái quy định nhà nước cho nên vậy là mình cũng sẵn cái dịp đó mình là lưu lại để mình không cho mướn nữa, vì có cảm giác rồi thôi để người ta. Giờ hiện nay mình biết là chỉ có 6 cái phòng đầu tiên này thôi, nếu tính cả nước là có 6 cái phòng thì bây giờ hỏi chứ chưa phát triển, trong khi chưa phát triển được thì mình phải hạn chế. Con hỏi lại chú là cái mô hình mà khách sạn một đêm ăn ái trên đột cây dừa này là chú là tự suy nghĩ sáng tạo ra hay là mình mô phỏng thêm một mô hình nào đó ở trên thế giới? Không, nói chung hoàn toàn cái này là chú tự suy nghĩ thôi. Bởi vì có một cái đó thì cái chuyện mà các nơi thì nó chưa có cái trường hợp trên ngọn dừa như vậy, cho nên mình nghệ suy nghĩ cho cái này để cho có cái cảm giác lạ cho bà con mình. Ngoài cái đi hái bẻ dừa rồi, ăn nhậu trên ngọn dừa rồi, uống cà phê ngọn dừa rồi, thì phải cái giai đoạn cuối là phải phấn khởi không sung sướng trên ngọn dừa. Sung sướng trên ngọn dừa đây đúng là lên đỉnh theo nghĩa đen và nghĩa bóng luôn các bạn. Nên là chú khẳng định là trên thế giới này, trên cả cái hành tinh quả đất này á, là chỉ có cái 6 phòng này là 6 phòng duy nhất có thể là trải nghiệm cái cảm giác là thăng hoa trên đột cây dừa thôi. Tại sao các bạn lại không có thể là bỏ ra 500 ngàn hoặc là 2 triệu để đi tàu nhanh hoặc là đi tàu đêm thử trên đây một lần? Thì bây giờ một cái cảm giác lạ mà mình nói ra cái giá 500 ngàn thì cái đó nó không có đáng kể gì. Cái này có thể nông dân rồi này kia cũng thưởng thức được chứ đâu phải... Dạ. Con bây giờ mà giàu có mà tới người giàu có đâu. Con bây giờ mà có đối tác á thì con đưa chú 500 ngàn liền đi tàu nhanh liền. Ai muốn suốt đêm thì mới tốn 2 triệu chứ còn bình thường chứ có 500 ngàn là đã thưởng thức rồi. Ở về tại ơi. Cái cố lại. Nhưng chú mà đi hỏi cái là suốt đêm rồi mũi nó có cắn không? Nói chung mình có mụn. Tại vì trời mình biết cái này là không có mũi.
nhưng mà phải có mùng, bởi vì nhiều khi đột xuất gió này kia không có, nó tới mình đâu bắt được, có mùng luôn. Dạ. Đầy đủ. Ai mà như mà đi tàu đêm ở đây các bạn, mà tối mà chịu không nổi mà bỏ chạy là coi như té đó, đồ có dư rồi đó. Nên là chấp nhận là theo người yêu mà lên trên đây rồi phải là gắn bó trong phòng, mà nhớ tối không được bỏ chạy nha. Này chơi tới cùng ha. Chơi tới cùng. Cũng như chiến đấu tới cuối cùng. Dạ. Giây phút sau cùng. Vậy chú ơi, bây giờ nếu mà khán giả mà muốn thử trải nghiệm cảm giác lạ, liên hệ hoặc là đến đây là bằng cái cách chỉ dẫn liên lạc như thế nào? Thì nói chung là ở đây thì liên lạc qua số điện thoại 0913 135 135, gặp ông Tư Khanh, người chuyên thiết kế tình một đêm. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.